Hắc ám Tây Du hồi thứ 159, Hồng Bào Đạo Nhân. Cảm giác tê liệt càng ngày càng mạnh, nếu không phải là bị những thi thể viên hầu kẹp chặt ở giữa. Chỉ sợ hiện tại Tịnh Xa Hòa Thượng, ngay cả muốn đứng vững cũng đã không được. Mà lúc này những hung thú viên hầu kia, cơ hồ đã toàn bộ chết rồi. Coi như còn sống, cũng đều đã mất đi năng lực để tiếp tục chiến đấu. Hung Hăng cắn vào đầu lưỡi, hy vọng dùng sự đau đớn để kích thích thân thể. Thế nhưng, loại trừ cơn đau, còn đối với sự tê liệt trên thân xác, thực sự không có chút tác dụng nào. Dần dần, Tịnh Xa Hòa Thượng từ trong trạng thái điên cuồng chém giết đã dần dần tỉnh lại. Trong và ngoài trạng thái chém giết, Tịnh Xa Hòa Thượng hoàn toàn là hai người khác nhau. Một kẻ là bạo ngược tu la, còn người kia là một vị hòa thượng thật thà. Rời khỏi trạng thái hung ác, trên người sát khí cũng chậm chậm tản đi. Nhìn qua một chút tình huống xung quanh, Tịnh Xa Hòa Thượng trong lòng cũng có chút hối hận. Hắn liền biết rõ tình huống của mình. Một khi chém giết, dường như sẽ mất đi lý trí. Điểm tốt là có thể tăng sức chiến đấu hơn rất nhiều lần. Thường thường, có thể chiến thắng được nhiều địch nhân cường đại hơn mình. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là căn bản cũng không hề nhận biết được cạm bẫy là gì. Chẳng qua, người gặp được Tất Tử Hầu thì ngay cả đối với những người thận trọng nhất cũng không có cách nào khả thi. Điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là có thể đào mệnh, điên cuồng đào mệnh. Thế nhưng, Tịnh Xa Hòa Thượng lại không hề lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn chiến đấu. Rơi vào tình huống này, nếu như không có người tới cứu giúp, chỉ sợ Tịnh Xa Hòa Thượng sẽ thật phải chết ở chỗ này. Tịnh Xa tỉnh táo lại, đầu tiên là tụng một tiếng Phật hiệu, nhìn qua thi thể chất đống, vậy mà nhắm mắt lại, niệm lên vãng sinh chú. Cảnh tượng ấy lộ ra rất quỷ dị. Một kẻ mới vừa điên cuồng chém giết, chỉ trong giây lát, vậy mà lại biến thành một vị cao tăng đắc đạo, toàn thân đều là Phật lực cùng từ bi. Hơn nữa, còn ở trong đống xác chết niệm lên siêu độ vong hồn, vãng sinh chú. Nhìn qua máu me đầy mặt cùng khắp nơi trên đất, chân cột tay đứt, lại cảm thụ được trên người Tịnh Xa hiển hòa Phật lực. Những thứ này đều rất mâu thuẫn, cực kỳ quỷ dị. Vãng sinh chú còn chưa có niệm xong, mặt đất liền bắt đầu run rẩy. Bỗng nhiên, Tịnh Xa Hòa Thượng liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến ba tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vội vàng mở hai mắt ra, nhìn quanh bốn phía, một cái cũng không thấy gì. Ngay sau đó, Tịnh Xa lấy tự thân Phật lực cảm ứng. Lập tức, sắc mặt liền thay đổi trở nên rất khó coi. Bởi vì hắn cảm nhận được ba tên đồng môn của mình đều đã chết. Mà lại, đang có một đám hung thú không biết là loại gì đang tranh nhau thi thể của bọn họ. Giờ khắc này, biểu lộ của Tịnh Xa trở nên vô cùng dữ tợn. Thế nhưng, trên người Phật lực lại càng thêm tinh khiết. Bộ dạng này giống như là một tôn Phật Đà hóa thành tu la ác quỷ, nhưng là tự thân Phật lực cũng không có phát sinh biến hóa, không để cho Tịnh Xa đợi lâu. Trong cái nhìn chăm chú phẫn nộ, cây cối trước mặt bỗng nhiên sụp đổ về hai bên. Sau đó, 7-8 con đại tinh tinh màu đen cao đến 4 mét liền chui ra. Mà lại phía sau chắc chắn đang có một số lượng lớn tinh tinh hướng về nơi này chạy đến như điên. Chỉ có điều, 8 con trước mắt đây là có thực lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất. Mấy con đại tinh tinh như bị điên, nhào tới đống xác chết bắt đầu ăn những thi thể viên hầu. Kỳ thật, căn bản cũng không phải là ăn mà là nuốt. Rất nhanh, liền có một con đại tinh tinh thấy được cái đầu Tịnh Xa Hòa Thượng trên đống xác chết. Nhìn thấy trong đống thi thể kia, đột nhiên xuất hiện một cái đầu người. Con đại tinh tinh màu đen có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu, nhằm thẳng cái đầu của Hòa Thượng táp tới. Tịnh Xa Hòa Thượng muốn tránh, nhưng toàn thân tê liệt lại bị lấp kín ở giữa, không cách nào động đậy. Bởi thế, chỉ có thể trợn mắt nhìn con hắc tinh tinh một ngụm, đem đầu lâu của mình nuốt vào. Có khả năng, con quái thú vốn coi đây chẳng qua là một cái đầu người, cho nên trực tiếp há to mồm, đem cả người lẫn đầu Tịnh Xa đều muốn nuốt vào. Ăn vào trong miệng cắn thêm hai lần, đại tinh tinh liền đã muốn nuốt xuống. Thế nhưng cái đầu lại dính liền với thân thể, nên không cách nào nuốt trôi. Mấy phen nuốt xuống không có kết quả, con đại tinh tinh kia bỗng nhiên lần nữa há to cái miệng, sau đó cắn mạnh một miếng, muốn cắt đứt cái đầu của Tịnh Xa. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác lại không thành công. Lúc ấy, Tịnh Xa Hòa Thượng căn bản cũng không thể động đậy. Cảm giác thấy răng nanh của con thú đâm vào, Tịnh Xa liền hít một tiếng, sau đó thản nhiên nói, thủy hòa thiên mạc ngự thể trụ. Theo một thanh âm rất nhạt vang lên, ngay khi răng nanh của con tinh tinh vừa mới chạm đến cái cổ, ở dưới chân Tịnh Xa bỗng nhiên bạo trùng thủy trụ. Cột nước này căn bản
chính là từ thân thể của Tịnh Sao Hòa Thượng dâng lên, mà lại thủy trụ kia lực lượng rất lớn, trong nháy mắt liền đâm thẳng vào trên người con Tinh Tinh. Không có bất kỳ chần chờ gì, thủy trụ ấy đã mang theo lực lượng khổng lồ, trực tiếp hất văng con quái thú bay lên giữa không trung. Chẳng qua bởi vì lúc trước cái miệng của nó đã gần như cắn vào, cho nên khi con quái bị đẩy văng lên đã để lại hai đường vết thương trên mặt của Sa Hòa Thượng. Ở dưới cằm, một đường kéo dài đến huyệt thái dương. Thế nhưng đối với thương thế kia, Tịnh Sa Hòa Thượng tựa hồ căn bản không hề phát giác. Đến khi máu tươi ròng ròng chảy xuống, Tịnh Sa Hòa Thượng theo bản năng lè lưỡi liếm lấy một chút, mà lúc này thân thể của hắn đã được thủy trụ bao bọc ở giữa. Chẳng qua bởi vì còn đám thi thể viên hầu vây quanh, cho nên hiện tại Tịnh Sa Hòa Thượng mặc dù tạm thời thoát khỏi nguy cơ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng mà thôi, muốn di động cũng là không thể nào. Thủy trụ xuất hiện sau đó liền phi tốc xoay tròn, chậm rãi mở rộng, mà thi thể đám viên hầu bốn phía vây quanh Tịnh Sa Hòa Thượng cũng toàn bộ bị thủy trụ cuốn lên, sau đó bị quăng bay ra ngoài, còn chưa kịp rơi xuống đất liền bị bảy đại tinh tinh từ đằng sau tiến lên tranh đoạt. Thi thể đám viên hầu nặng hàng mấy chục vạn cân, đối với bọn chúng chẳng có gì khác biệt. Mặc dù thi thể viên hầu rất nhiều, nhưng những con đại tinh tinh lại ăn rất nhanh. Khi thi thể của bảy viên hầu toàn bộ bị quật bay, thì chúng cũng sẽ bị bảy tinh tinh ăn hết sạch sẽ. Thế nhưng bọn chúng lại không có mảy may bộ dáng ăn no, mà còn từng con đỏ bừng hai mắt, nhìn càng giống như đã bị đói bụng thật lâu. Viên hầu đã không còn gì để ăn nữa. Lúc này giữa chiến trường, ngoại trừ đại tinh tinh cũng chỉ có Tịnh Sa Hòa Thượng đứng ở giữa. Mà lại Tịnh Sa Hòa Thượng có thể cảm giác được, dường như còn có thêm rất nhiều hung thú đang hướng về nơi này băng băng mà tới. Những con vừa tới trước có lẽ do tốc độ nhanh hơn và đang ở gần đây. Kỳ thật, Tịnh Sa Hòa Thượng vốn cũng không biết những con hắc sắc đại tinh tinh căn bản chính là một mực đi theo bảy viên hầu. Mà lại, đây cũng là một loại phương thức đi săn của bọn chúng. Bảy tinh tinh sẽ xua đuổi đám viên hầu đến một vài địa bàn của hung thú khác để bọn hắn chém giết lẫn nhau. Cuối cùng đại tinh tinh sẽ xông ra cướp đoạt chiến lợi phẩm. Sau đó sẽ đem những con viên hầu còn sống sót giam lại. Mà điều kỳ quái là đám viên hầu hung thú kia ở tuần thiên giới dường như không hề biết sợ hãi, nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ e ngại hắc sắc đại tinh tinh. Trước mặt chúng chẳng khác nào như bầy thỏ đế. Tịnh Sa Hòa Thượng nhìn qua bầy đại tinh tinh đã vây chặt như nêm cối, biểu lộ lại càng trở nên không buồn cũng không vui. Không có dữ tợn kinh khủng như lúc trước chém giết, cũng không tụng sướng kinh Phật thánh khiết tường hòa. Hiện tại Tịnh Sa Hòa Thượng lúc này lại khiến cho người ta có cảm giác bình thản như nước, không có lấy một tia gợn sóng. Đối phương đứng tại chỗ không có động tác, thế nhưng những con đại tinh tinh kia xác thực đã không thể nhẫn nại được. Chỉ có điều, mỗi con mặc dù rất nôn nóng, nhưng lại không có con nào tiến lên. Cùng lắm, chỉ là đứng tại chỗ không ngừng vò đầu bứt tai, hoặc là hướng về phía Tịnh Xà nhếch miệng nhe răng. Rất nhanh, đám đại tinh tinh bắt đầu dao động, đồng thời chậm rãi tách ra một con đường. Mà Tịnh Sa Hòa Thượng cũng nhìn ra điều này. Chỉ có điều là hắn cũng cảm thấy bọn ác thú chắc hẳn không hề có ý định thả hắn đi. Quả nhiên, trong lối đi vừa mở kia, vậy mà chậm rãi từ từ đi ra một con khỉ nhỏ. Nhìn thấy con khỉ này, Tịnh Sa Hòa Thượng nãy giờ một mặt bình thản, tâm thần cũng có chút hơi dao động. Nếu như từ bên trong đi ra một con hung thần ác sát hoặc là mãnh thú kinh khủng hơn, Tịnh Sa Hòa Thượng đều cảm thấy rất bình thường. Bởi vì bọn đại tinh tinh kia đã đủ hung ác, đầu lĩnh của bọn chúng coi như có ghê tởm hơn nữa, vậy cũng chỉ là điều bình thường. Nhưng còn bây giờ, lại đi ra một con hoàng mao tiểu hầu tử rất gầy yếu, cao chỉ nửa thước, đây quả thật đã khiến Tịnh Sa Hòa Thượng có chút không thể lý giải. Chẳng lẽ đó chỉ là hài tử của con đầu lĩnh? Thế nhưng khi nhìn về phía sau một chút, thì bọn đại tinh tinh đã bắt đầu vây kín lối đi kia lại. Nhìn qua con khỉ nhỏ gầy gò dưới chân, mà lại nó còn đang ngậm một thứ không biết là loại quả gì, trông rất buồn cười. Nhất thời, Tịnh Sa Hòa Thượng vậy mà không biết nên làm gì cho phải. Vạn nhất bản thân không cẩn thận dẫm chết con khỉ nhỏ, chắc chắn sẽ khiến đám đại tinh tinh kia muốn phát điên. Tịnh Sa Hòa Thượng cứ như vậy chừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn hoàng mao tiểu hầu tử chỉ cao đến đầu gối, cua cái đầu nhỏ gặm quả cây cũng nhìn mình chằm chằm. Lập tức chẳng diện có chút kỳ quái. Tịnh Sa Hòa Thượng một mặt muốn kéo dài thời gian, chỉ cần thân thể của mình có thể khôi phục lại một chút. Đến khi đám đại tinh tinh kia thật cùng nhau tiến lên, vậy mình cũng có thể nhiều thêm một phần chiến thắng. Mặc dù cảm thấy trước mắt
Hoàng Mao tiểu hầu tử kia rất đáng gây cười, nhưng đối với đám đại tinh tinh vây quanh thì Tịnh Sa Hòa Thượng quả nhiên không dám phớt lờ. Với thực lực của ba tên đồng môn đã chết, Tịnh Sa Hòa Thượng đều biết rất rõ ràng, mặc dù so sánh cùng với mình cũng có sự chênh lệch, nhưng tuyệt đối không phải yếu ớt. Những kẻ được tuyển chọn để tham gia tuần thiên giới thí luyện đều tuyệt đối là cao thủ danh chấn một phương. Thế nhưng ba người đó vậy mà đã bị đám đại tinh tinh kia giết chết, không hề có sức hoàn thủ. Bởi vậy có thể đoán định bầy ác thú này có thực lực khủng bố đến cỡ nào. Mà lại Tịnh Sa Hòa Thượng cũng đã thấy con đại tinh tinh bị thủy trụ của mình cuốn lên không trung đã rơi xuống mặt đất, nhìn qua rõ ràng là không hư hại chút nào. Không chỉ có như thế, Tịnh Sa Hòa Thượng cũng quả thật bị Hoàng Mao tiểu hầu tử kia khiến cho có chút bối rối, không biết làm sao. Mặc dù tiểu gia hỏa này nhìn qua yếu đuối, một cước liền có thể dẫm chết, nhưng Tịnh Sa Hòa Thượng lại có một loại trực giác, có thể trở thành thủ lĩnh của những con đại tinh tinh kinh khủng kia. Hoàng Mao tiểu hầu tử này có lẽ không phải dựa vào vận khí. Vậy cũng liền mang ý nghĩa, thực lực của nó có lẽ còn mạnh hơn cả bầy ác thú kia. Chính là vì hai điểm này khiến Tịnh Sa Hòa Thượng không dám có bất kỳ dị động. Nếu như mình thật đã đoán đúng, vậy lần này bản thân chỉ sợ bắt buộc phải sử dụng đến một chiêu kia. Nếu không, chỉ bằng vào trạng thái hiện tại, chắc chắn là hữu tử vô sinh. Lúc này, con tiểu hầu đã gặm xong viên quả trong tay, lấy ra cái hột ném tới ném lui. Mà Tịnh Sa Hòa Thượng chợt phát hiện một điểm không tầm thường. Bầy đại tinh tinh đang lăm le nhìn mình, bỗng nhiên toàn bộ đem ánh mắt chuyển rời đến cái hột trong tay con tiểu hầu. Theo hột kia tả hữu tới lui, cái đầu đám đại tinh tinh cũng đung đưa theo nhịp. Cơ hồ là đã chơi chán, tiểu hầu tử đem cái hột kia tiện tay hướng về phía sau ném một cái, sau đó liền chà chà cái tay lên bộ lông trên người. Theo hột kia bay đi, đám đại tinh tinh đằng sau lập tức điên cuồng, tất cả bạt mạng tranh đoạt cái hột vừa rồi. Thậm chí có mấy con đại tinh tinh cường hãn đã ra tay đánh nhau. Vốn đang định tiến lên quan sát Tịnh Sa Hòa Thượng một chút, con khỉ nhỏ đột nhiên dừng lại, tựa hồ là cảm thấy bị đám tinh tinh phía sau khiến cho nó bị mất mặt, liền chậm rãi quay đầu lại. Đám đại tinh tinh kia mặc dù đang liều mạng tranh đoạt, nhưng khi con khỉ nhỏ này vừa mới liếc mắt nhìn tới, toàn bộ lập tức đình chỉ lại động tác. Ngay cả con đại tinh tinh đã cướp được cái hột sắp nuốt vào bên trong cũng đều dừng lại. Rõ ràng miếng ăn đã đến bên miệng nhưng lại không có dũng khí để ăn vào. Mà lại Tịnh Sa còn phát hiện con đại tinh tinh kia toàn thân đều đang run rẩy, đến nỗi cái hột trong tay còn rơi trên mặt đất. Thế nhưng có ác thú đến cả một cái liếc mắt cũng không dám nhìn. Yên tĩnh một hồi, Hoàng Mao tiểu hầu hẳn là rất hài lòng, thế là tiện tay chỉ vào một con đại tinh tinh cường tráng nhất, sau đó lại chỉ vào cái hột trên mặt đất, rồi lại xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm lấy Tịnh Sa Hòa Thượng. Con đại tinh tinh vừa được chỉ định, một mặt hớn hở vội vàng lăn mình một cái, đã đến chỗ cái hột kia, nhanh chóng nhặt lên ném vào trong miệng. Tựa hồ là vừa được một lần ban ân lớn lao, nó liền vội vàng hướng về phía Hoàng Mao tiểu hầu không ngừng quỳ lạy. Mà đám đại tinh tinh còn lại cũng không dám lãnh đạm, mặc dù không hề được ăn nhưng cũng đồng loạt cùng nhau quỳ xuống. Hoàng Mao tiểu hầu lại tiếp tục hứng thú nhìn chằm chằm lấy Tịnh Sa Hòa Thượng, không biết là đang có tính toán gì. Mà bây giờ Tịnh Sa Hòa Thượng xác thực cũng không dám xem thường Hoàng Mao tiểu hầu này nữa. Nhìn qua nó có vẻ gầy yếu, nhưng Tịnh Sa tuyệt đối có thể khẳng định thực lực của nó chắc hẳn rất khủng bố, kinh khủng đến độ chỉ với một ánh mắt liền đã khiến đám đại tinh tinh hung ác kia sợ hãi đến phát run. Đây là một loại thống trị tuyệt đối. Tại tuần thiên giới, để đạt tới tư cách như vậy chỉ có thể bằng vào vũ lực cường hãn để chấn áp mới có thể. Lúc này nếu nói Tịnh Sa Hòa Thượng còn không khẩn trương thì chắc chắn là giả. Mặc dù mình còn có một chiều cuối cùng kia, mà lại nếu sử dụng, bản thân hắn cũng xác nhận nhất định có thể trong nháy mắt diệt sát hết thảy. Thế nhưng Tịnh Sa Hòa Thượng lại không thể khẳng định ở trước mắt Hoàng Mao tiểu hầu kia thì có thể thuận lợi dùng ra một chiêu. Nếu như bản thân vẫn còn ở trạng thái toàn thịnh, chắc hẳn sẽ không có vấn đề. Nhưng bây giờ toàn thân mình tê liệt không cách nào động đậy, mà lại con tiểu hầu đang ở cách mình thực sự quá gần. Có lẽ bản thân vừa có động tác, nó liền có thể nhất kích lấy mạng mình. Ngay khi Tịnh Sa Hòa Thượng trong đầu cấp tốc suy tư tìm kiếm biện pháp, Hoàng Mao tiểu hầu kia bỗng nhiên vươn ra một cái hầu chảo, sau đó trực tiếp đưa về bên cạnh hư không. Vốn cho rằng con khỉ nhỏ là dự định triệu hoán đám đại tinh tinh ở sau lưng, nhưng lại không nghĩ tới hầu chảo kia vậy mà trực tiếp chộp vào trong hư không.
nhìn qua có vẻ là nó đang định tóm lấy vật gì ở giữa không trung. Rất nhanh, con tiểu hầu liền đem cánh tay nhỏ bé thu hồi lại. Lúc này trong tay nó lần nữa xuất hiện một viên quả mà nó đã gặm ăn trước đó. Đây rốt cục là quả gì? Vì sao lại có thể sinh trưởng ở trong hư không? Mà lại, đám đại tinh tinh kia chỉ vì cái hột đó liền đã ra tay đánh nhau. Thì có lẽ thứ quả ấy chỉ có hoàng mao tiểu hầu mới có thể cầm tới được. Thứ quả sinh trưởng trong hư không, bản thân mình vốn chưa từng nghe nói tới. Trong tay vuốt vuốt viên quả, hoàng mao tiểu hầu lần nữa nhìn chằm chằm vào Tịnh Xa hòa thượng, cảm thấy rất hứng thú, liền tiếp tục dò xét. Mà lại trong con mắt kia đã có chút gợn sóng, hiển nhiên là vừa thấy được một thứ gì đó. Vậy hoàng mao tiểu hầu rốt cục đang nhìn cái gì? Bản thân một vị hòa thượng đầu chọc có gì đáng xem? Mà lại Tịnh Xa hòa thượng còn phát hiện khóe miệng của nó có chút nhếch lên, nhìn rất giống đang mỉm cười. Chẳng lẽ nó có thể nhìn thấy một vài sự kiện có liên quan đến mình? Đáng tiếc, Tịnh Xa hòa thượng đối với bản thân trước kia rất mơ hồ, trong ký ức của hắn chỉ có thể nhớ ra mấy bóng người rất mờ ảo. Đặc biệt là khi hắn vừa mới tỉnh lại, mọi chuyện đều không nhớ rõ. Về sau theo thời gian trôi qua, bản thân cũng chậm chậm nhớ tới rất nhiều sự tình. Nhớ được bản thân vẫn còn có một vị sư phụ, mà lại bản thân hắn đối với vị sư phụ này vốn rất cung kính, rất tôn trọng. Nhưng vị sư phụ đó cũng không thể ở trong thế giới hiện tại, mà là ở một nơi có tên gọi là bản cổ giới. Tịnh Xa hòa thượng sở dĩ đáp ứng tham gia tuần thiên giới thí luyện lần này cũng là bởi vì giới chủ Huyền Thiên Tử của Hồng Hoang cổ giới đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Chỉ cần có thể còn sống đến cuối cùng, bất luận là thắng lợi hay thất bại, đều sẽ cho hắn đi về bản cổ giới. Trừ việc đó ra, hắn cũng nhớ rõ bản thân mình còn có một vị đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Mà lại vị đại sư huynh này vốn rất lợi hại. Ở trong trí nhớ của hắn, trên thế gian này không ai có thể đánh bại vị đại sư huynh kia. Chỉ là đối với bộ dáng của người đó, hắn lại không nhớ nổi. Duy nhất ấn tượng một điểm chính là người này có cái đuôi mà lại trên đầu mang theo một cái vòng. Còn vị nhị sư huynh hắn liền nhớ kỹ, nhị sư huynh rất lười mà lại rất mập. Còn những thứ khác thì lại không nhớ được. Chẳng lẽ hoàng mao tiểu hầu có thể nhìn thấu quá khứ của mình? Mặc dù cảm thấy ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng khi con khỉ đó nhìn chằm chằm lấy hắn, Tịnh Xa liền đã sinh ra loại cảm giác này, tựa như con khỉ kia có thể nhìn thấu mọi chuyện của bản thân. Ngay lúc Tịnh Xa hòa thượng đã không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm, tiểu hầu kia bỗng nhiên vỗ vỗ cái bụng, nở nụ cười, đưa tay ném ra, từ trong hư không móc lấy một quả vứt xuống trước mặt của Tịnh Xa hòa thượng. Nhìn thấy Tịnh Xa hòa thượng không có đưa tay đón lấy, hoàng mao tiểu hầu liền vỗ vỗ cái trán, dường như có vẻ là nhớ ra điều gì đó, liền hướng về sau lưng phủi tay. Lập tức liền có hai con đại tinh tinh giơ lên một cái lá cây rất to, trong lá cây là một đoàn nước trong, đem chỗ nước đó toàn bộ hắt vào trên người Tịnh Xa hòa thượng, rồi vội vàng nhảy lại đội hình. Sau đó hoàng mao tiểu hầu vươn tay ra hiệu. Tịnh Xa hòa thượng lúc này đã triệt để loạn óc, căn bản là không thể hiểu được ý tứ của nó. Nhìn thấy Tịnh Xa hòa thượng vẫn còn ngây ngốc, con khỉ nhỏ dường như có chút nóng nảy. Bỗng nhiên hai mắt nó sáng lên, sau đó trong đầu Tịnh Xa liền vang lên một đạo thanh âm có chút bướng bỉnh. Nhìn thấy cố nhân phân thượng, hôm nay không giết ngươi, thứ quả kia khi nào ngươi gặp phải nguy hiểm chí mạng thì nên ăn vào. Còn nữa, những kẻ được gọi là đồng môn của ngươi tốt nhất nên sớm rời khỏi bọn họ. Thanh âm kia tiêu tán sau đó, hoàng mao tiểu hầu phất phất tay, rồi liền mang thêm một đoàn tinh tinh rời đi. Cái này, đây rốt cục là như thế nào? Nhìn viên quả kia phiêu phù ở trước mắt, Tịnh Xa hòa thượng có chút sững sờ. Đây rốt cục là có ý gì? Hoàng mao tiểu hầu tử lại còn có thể lấy thần thức cầu thông trong đầu óc của mình. Chẳng qua, đột nhiên Tịnh Xa ý thức được, vừa rồi con khỉ kia đã nói, nhìn thấy cố nhân phần thượng nên không giết mình. Vậy con khỉ kia hẳn là đã biết được một vài câu chuyện, chí ít hắn cũng phải cùng với bản thân mình có liên quan gì. Đây có lẽ là một thời cơ để giúp cho mình nhớ lại những câu chuyện đã bị lãng quên trước đó. Thế nhưng khi Tịnh Xa hòa thượng dự định đuổi theo để hỏi cho rõ ràng, lại phát hiện trước mắt loại trừ một rừng cây cối thì bầy tinh tinh đã khuất bóng. Xem ra nơi này quả thật là địa bàn của bọn chúng, chỉ trong chớp mắt liền toàn bộ không biết tung tích. Bản thân mình sau khi trở về nhất định phải cảnh báo lại cho đồng môn, nơi này tuyệt đối phải coi là cấm khu. Đem quả kia cầm ở trong tay, nhìn chung quanh một chút, dù thế nào cũng đều cảm thấy đây chỉ là một viên quả bình thường, nhưng vẫn cẩn thận cất vào. Trong đầu lại hồi tưởng đến những lời nói kia,
nhìn thấy cố nhân phần thượng, cố nhân đến cùng là ai, cùng mình có quan hệ gì? Mà Tịnh Sa lại chỉ nghĩ về một câu nói đó, còn những câu sau thì liền bỏ qua theo bản năng, rồi từ từ đi đến chỗ ba tên đồng môn bị chết thảm. Ba người trước đó còn mạnh khỏe bình thường, trong khoảnh khắc liền biến thành ba chồng bạch cốt, quả thật cũng có chút thương tâm. Trong suy nghĩ của Tịnh Sa Hòa Thượng, đối với những kẻ được gọi là đồng bạn này, cái gọi là Phật môn, thậm chí là giới chủ hồng hoang của giới kia, đều có một loại kháng cự rất yếu ớt cùng lạnh lùng. Đây cũng chính là lý do mà khi hắn chiến đấu, căn bản cũng không thèm phân biệt địch ta. Trong mắt hắn, những tên đồng môn ấy cũng chỉ là tương đối quen thuộc. Bọn họ còn sống đối với mình không có ảnh hưởng gì, chết rồi thì cũng không sao. Trước đó đã nói, Tịnh Sa Hòa Thượng sở dĩ tham gia tuần thiên giới thí luyện, mục đích chỉ là về muốn trở lại một nơi tên là Bàn Cổ Giới để đi tìm sư phụ của mình, mặc dù hắn cũng không nhớ kỹ người kia rốt cục là ai. Cho dù đối với ba người chết, Tịnh Sa Hòa Thượng không đau xót, nhưng vẫn ngồi xuống xếp bằng bên cạnh ba đống bạch cốt tụng lên vãng sinh chú. Thói quen này Tịnh Sa đã không nhớ rõ là hình thành từ lúc nào, chỉ có điều ở trong tiềm thức của hắn tựa hồ thường xuyên có một bóng người mơ hồ ở bên cạnh tụng niệm vãng sinh chú. Dần dà Tịnh Sa Hòa Thượng cũng dưỡng thành thói quen này. Tụng niệm xong xuôi, Tịnh Sa Hòa Thượng cầm lấy nguyệt nhà sạn tìm đến một con suối nhỏ, đầu tiên là uống vào mấy ngụm nước lớn, sau đó chút bỏ y phục ngâm mình xuống dòng suối rửa đi vết máu, xong xuôi lại lấy ra một bộ tăng y khác để thay đổi. Kỳ thật Tịnh Sa Hòa Thượng cũng không ngại trên người mình có vết máu, chẳng qua trong rừng rậm hung hiểm dị thường, một thân máu me chính là đã nói cho tất cả cùng biết ta đang ở chỗ này, hãy đến ăn ta đi. Tịnh Sa Hòa Thượng đương nhiên sẽ không phạm phải một sai lầm sơ đẳng như vậy. Cầm lấy Phật châu trong tay, Tịnh Sa Hòa Thượng tiếp tục đi tới. Mặc dù ba người đã chết, nhưng khoảng cách thăm dò vẫn còn chưa hoàn chỉnh. Gặp phải hung thú công kích, loại trừ hồng hoang cổ giới, Tịnh Sa Hòa Thượng còn có hai nhóm nhân mã khác cũng đi ra ngoài thăm dò địa hình, bị hung thú tấn công. Trong đó một nhóm người chính là thuộc về Vạn Linh Cảnh. Vạn Linh Cảnh ở vào hướng đông nam trong tuần thiên giới, mặt chính bắc là Hóa Lôi Tổ Giới, phía tây thì là Phương Thốn Linh Giới, mà hướng tây bắc thì là Sáng Thế Thần Quốc. Vạn Linh Cảnh cũng là không có địa đồ tuần thiên giới để định hướng, bởi vậy căn bản cũng không biết vị trí của mình, nên đành phải phân ra thành 8 đoàn người, lấy Vạn Linh Cung làm trung tâm, hướng về 8 hướng khác nhau để thăm dò. Vạn Linh Cảnh lần này đem tới là 36 vị đạo sĩ, lấy đủ loại cường đại đạo thuật để làm phương thức tấn công. Họ am hiểu tấn công từ xa, còn cận thân chiến đấu thì rất kém. Đương nhiên, điều đó cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như có kẻ vì vậy mà khinh thường bọn họ, thì quả thật đã rất sai lầm. 8 tiểu đội đi thăm dò, mỗi đội 3 người, tổng cộng 24 người, 12 người ở lại trấn thủ Vạn Linh Cung. Trong đó thì lại phân ra 6 người đi tìm giết hung thú xung quanh Vạn Linh Cung. 6 người còn lại thì bắt đầu bố trí kết giới. Dù sao, nếu như nói về phòng thủ, sử dụng kết giới vẫn là tốt nhất. Bởi vì hiện tại nhân số quá ít, không thể nào để tất cả mọi người canh giữ ở Vạn Linh Cung, chờ đợi người khác đến tiến công. Mà gặp phải hung thú bao vây, chính là người mặc áo bào đỏ lúc trước, dùng chiếc mũ choàng che khuất cả khuôn mặt. Trừ hắn ra còn có 2 người, chẳng qua bản thân 2 người này đã bị trọng thương mất đi sức tái chiến. Nếu không phải người mặc áo bào đỏ kia một mực che chở, chỉ sợ bọn họ sớm đã bỏ mình từ lâu. Tấn công 3 người này là một nhóm hung thú, trông giống như cùng loại với mãng xà to lớn. Chẳng qua cũng chỉ là cùng loại, bởi vì những con mãng xà to lớn kia, mặc dù có thân rắn, lại có thêm 2 chân trước bén nhọn, mà lại trên đỉnh đầu còn có một cây sừng dài sắc bén hình xoắn ốc. Cứ tạm thời gọi đám ác thú này là mãng xà, dù sao nơi đây cũng không phải thế giới mà đám người họ quen thuộc, tất cả đều không thể dùng lẽ thường để mà suy xét. Chưa kể, những con đại mãng kia dị thường hung mãnh, vừa mới bắt đầu, ba người còn tưởng rằng hai cái chân trước thô to kia là dùng để tấn công. Thế nhưng về sau mới phát hiện nó được sử dụng để di chuyển. Hai cái chân trước, mỗi một lần cắm trên mặt đất hoặc là trên cành cây, con đại mãng đều sẽ lao ra với một tốc độ rất nhanh. Cho nên ngay từ đầu hai người kia cũng là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế là con mãng xà đột nhiên vọt tới trước mắt, cắn vào một cái tay cùng một cái đùi. Nếu gãy mất tay thì còn không sao, vẫn có thể chiến đấu. Mà cụt chân thì ngay đến bảo toàn mạng sống cũng là rất khó khăn. Có thể nói ba người họ kiên trì được đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào hồng bào đạo nhân kia.
Người này vậy mà vô cùng kỳ quái, không có sử dụng bất kỳ đạo thuật gì. Ngược lại, chỉ cầm trong tay một thanh trường kiếm. Mỗi một kiếm đâm ra chém tới đều sẽ hóa thành 100.000 đạo trường kiếm hư ảnh, rồi kết thành từng đợt kiếm trận khác nhau công kích vào đại mãng xà. Những con đại mãng kia mặc dù có thể dựa vào chân trước, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, nhưng sau mỗi lần di chuyển nhanh chóng đó thì đều cần phải sử dụng đến một khoảng thời gian rất nhỏ mới có thể lần nữa dùng chân trước để tiến hành di động. Mà lại, đám đại mãng xà kia thực sự quá đông. Đừng nói là người mặc đạo bào kia dùng kiếm trận khóa chặt, chỉ cần tùy tiện một kiếm đâm ra đều có thể đánh trúng một đống lớn đại mãng xà. Kịch chiến ròng rã sau một canh giờ, Hồng Bào đạo nhân mặc dù chém giết không dưới 30 đầu đại mãng, nhưng tình huống vẫn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng ngày càng hỏng bét. Kiếm trận dùng để bảo vệ hai người kia cũng đã sắp tan vỡ. Hơn nữa nhìn chung quanh lít nhà lít nhít đại mãng xà, không chút thuyên giảm. Hiển nhiên, chỉ có hơn 30 đầu đại mãng chết đi, so với bầy rắn đông đảo này, căn bản là không thể tạo ra ảnh hưởng. Ngay cả làm cho bọn chúng e sợ mà rút lui cũng là không thể. Ngược lại, bởi vì Hồng Bào đạo nhân quá mức cường hãn, lại khiến cho bọn chúng càng thêm điên cuồng, nhất định phải ăn sống bằng được tên này. Bởi vì thực lực càng mạnh, pháp lực trong thân thể sẽ càng khổng lồ. Chỉ cần có thể đem người này nuốt vào, sau đó tiêu hóa hết, vậy thực lực của bọn chúng tuyệt đối có thể tăng lên rất nhanh. Tuần tiên giới hung thú, mặc dù có chí lực rất thấp, nhưng đối với khát vọng cơ bản nhất là muốn trở nên cường đại hơn, thì vẫn vô cùng mãnh liệt. Nếu không phải là bởi vì mãng xà hình thể quá lớn, mà Hồng Bào đạo nhân thì lại quá nhỏ bé, không thể toàn bộ cùng nhau tiến lên, thì e là cho dù Hồng Bào đạo nhân có tận hết sức lực, cũng không kiên trì thêm được bao lâu. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, những con mãng xà kia hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hồng Bào đạo nhân, đám mãng xà vậy mà bắt đầu lột xác. Có thể tưởng tượng, con to thì hơn 20 mét, con nhỏ cũng dài hơn 10 mét, hơn nữa còn là lít nhà lít nhít không thể đếm được số lượng. Trước mắt mình đồng thời lột xác, cảm xúc ấy, cảnh tượng ấy, ngay cả Hồng Bào đạo nhân đều phải ngây ngẩn cả người. Chẳng qua tiếp đến liền làm một loại cảm giác muốn buồn nôn. Nhưng Hồng Bào đạo nhân liền biết bây giờ không phải là lúc cảm thán. Mặc dù không biết những con đại mãng kia vì sao bỗng nhiên bắt đầu lột xác, nhưng hiện tại tuyệt đối là một cơ hội tốt để tấn công. Lập tức, Hồng Bào đạo nhân không do dự nữa, tay áo hất lên, lại là 3 thanh trường kiếm trong tay áo bay ra. Sau đó, cùng với thanh kiếm phía trước kết thành một hình tứ phương kiếm trận. Thảo tống 4 thanh trường kiếm lên tới giữa không trung. Sau đó Hồng Bào đạo nhân bỗng nhiên lại trong tay ném ra một thứ, giống như là địa đồ. Phía trên tất cả đều là đủ loại đường cong cùng hình ảnh đồ vật. Thứ này vừa ra liền bay thẳng đến chính giữa 4 thanh trường kiếm kia. Trong tay pháp quyết chớp động, đồng thời quát lớn, vạn kiếm xuất tiền ma diệt đồ sát. Vừa mới nói xong, Hồng Bào đạo nhân bỗng nhiên giơ lên tay phải, đồng thời kết thành kiếm chỉ. Sau đó, hướng về phía bầy rắn đang lột xác, lập tức vung lên. Giữa không trung, 4 chiếc trường kiếm đột nhiên nhắm ra 4 phương 8 hướng bay đi. Đồng thời, một đạo quang mang như có như không đem 4 chiếc trường kiếm gắn kết lại. Ngay sau đó, trong phương hình được tạo thành từ 4 thanh trường kiếm, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện lít nhà lít nhít, to to nhỏ nhỏ, vô số các loại trường kiếm. Sau đó liền giống như là khuynh bồn bạo vũ ầm ầm chút xuống bầy rắn quanh người Hồng Bào đạo nhân. Mỗi một thanh kiếm phóng xuống đất đều sẽ xuyên thủng một con mãng xà, đồng thời sinh ra kịch liệt bạo tạc. Mà lúc này Hồng Bào đạo nhân đã lần nữa dùng 2 thanh trường kiếm ở chung quanh thân thể bố trí xuống một đạo kiếm trận phòng ngự để phòng ngừa huyết nhục bị bắn và tung tóe đến trên người. Một trận kiếm vũ kéo dài xuống một khắc thời gian. Trong một khắc này, một trận tiếng nổ oanh minh tiếp lấy một trận, căn bản không có chút nào ngừng. Mà khi cơn mưa kiếm chút xuống đã dừng lại, ngoại trừ Hồng Bào đạo nhân còn đứng thẳng, thì ở xung quanh hắn một cái hố sâu đến tận 100 mét thình lình xuất hiện, mà lại đáy hố cùng trên vách hố tất cả đều là vết tích cháy đen. Nguyên bản lít nhà lít nhít mãng xà không thể đếm xuể, hiện tại đến một con cũng không còn. Không chỉ như thế, ngay cả những mảng thịt vụn của chúng cũng đều tan biến. Một kích này thực sự kinh khủng như vậy. Thỏa mãn nhẹ gật đầu nhìn quanh hố sâu không thấy đáy, Hồng Bào đạo nhân bỗng nhiên cười lên ha hả. Chỉ là trong tiếng cười ấy lại nhiều thêm vài tia u ám. Vẫy vẫy tay, 4 chiếc trường kiếm giữa không trung liền ngoan ngoãn bay về trong áo. Vừa định xoay người rời đi, nhưng có vẻ lại nhớ ra cái gì đó, cẩn thận nhìn quanh bốn phía một chút. Sau đó Hồng đạo nhân khẽ thở dài, rồi lẩm bẩm nói, chà, không cẩn thận liền hai người kia cũng cho nổ tan thành cặn bã.
vốn còn đang dự định lấy ra 12 đầu tổ vu huyết tế. Hết hồi thứ 159, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 160. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Si View, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 159, Hồng Bào Đạo Nhân, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.